đây chính là sản phẩm của chúng ta. Các bạn có thể thấy những động cơ gầm rú rất là mạnh, một chiếc motor và cho chạy thử. Và hôm nay còn test thử dưới đất này. Để làm một chiếc ô tô này thì chúng ta sẽ cần là hai chai nước, 4 chiếc nắp chai, những chiếc ống hút, những chiếc que kem nhỏ, chiếc motor các bạn có thể lấy từ những đầu đĩa, cục pin có thể dùng pin điện thoại, một công tắc. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé. Chúng ta sẽ cắt chai C2 này ra để làm chiếc cánh quạt. Mình dùng chai C2 vì là chai C2 nó sẽ chia cạnh nhất đều. Các bạn có thể nhìn ở trên gần hẳn cổ chai, nó chia ra gần 12 cạnh, rất tiện lợi cho chúng ta. Thế các bạn có thể thấy thật đều nhé, để khi cánh quạt quay nó không lắc. Bây giờ chúng ta sẽ cắt. Chai C2 nó chia ra 12 phần rồi, mình cứ thế mình cắt thôi, không cần phải chia. Các bạn không có chai C2 thì dùng chai khác, nhưng mà bạn phải tự chia là 6 phần, 8 phần hoặc 12 phần. Cắt xong thì chúng ta sẽ bẻ ra. Khi bẻ tương đối rồi, bên mình sẽ dùng chiếc bật lửa để hơ cạnh. Ta đã có một chiếc cánh quạt rất chi là hầm hố và uy lực. Bây giờ mình sẽ dùng băng keo nến để gắn chiếc motor này vào. Bạn nhớ gắn vào giữa tâm nhé. Bạn hãy cố gắng chọn vào giữa tâm để khi cánh quạt nó quay không bị lắc. Bạn giữ một lúc cho khô. Bây giờ chúng ta sẽ làm thân xe và bánh xe. Bạn dùng chiếc ống hút để đo. Chúng ta sẽ dùng keo nến để gắn vào.
Bây giờ chúng ta đã hoàn thành thân xe và bánh xe. Thì chúng ta sẽ hàn chiếc công tắc vào. Bây giờ mình sẽ test thử nhé. Bạn cần một thận không sẽ cánh quạt đã đập vào tay. Rồi, đã ok. Bây giờ chúng ta sẽ dùng keo nến để gắn chiếc motor này vào thân xe. Chúng ta giữ một lúc cho keo nến nó khô. Bây giờ chúng ta dùng keo nến để gắn viên pin này vào. Chúng ta cũng cố định luôn chiếc công tắc này vào. Vậy là chúng ta đã hoàn thành chiếc ô tô. Bây giờ mình sẽ test thử nhé. Rất uy lực của con này. Kênh chân tạo trong con, chúc các bạn thành công.